Hello, kính thủy xin mến chào chú và anh chị. Với bản thân là bên xây dựng và hợp tác anh em chủ đầu tư nên sản phẩm nhà mới bên kính thủy rất là nhiều. Mỗi ngày được gặp cô chú và anh chị là một cái niềm vui và hạnh phúc rất là lớn nữa kênh nhà đẹp Kim Thủy. Nhưng bên cạnh đó, kính thủy được cô chú và anh chị tín nhiệm và có ký gửi nhà rất là nhiều trong thời gian qua. Và đây là một trong những căn nhà có nội thất và những cái trang trí trong căn nhà mình thì đã qua một khoảng thời gian do bên chủ nhân cần có việc gấp, trong gia đình cần có việc nên cần phải sang nhượng gấp tại căn nhà này. Nhà này vị trí rất là đẹp và diện tích cũng rộng nữa, một trệt một lầu đến 4 phòng ngủ luôn, 3 phòng vệ sinh luôn và có sân trước và sân sau mát mẻ. Cô chú và anh chị ơi, nếu mà mình đang có nhu cầu tìm nhà mà hiện tại thời điểm bây giờ nè, tìm nhà ngợp á, thì với căn nhà này một trong những căn nhà ngợp giá rẻ rất là nhiều, sổ hồng riêng cầm tay có sẵn. Và với thiết kế căn nhà mình, cô chú và anh chị mình ra mặt diện phía trước, mình thấy cái mẫu rất là sang và đẹp. Mặc dù căn nhà này đã qua một khoảng thời gian đó, nhưng mà với căn nhà được xây kiên cố và chất lượng, nên khi mà đến xem ngôi nhà mình, cô chú và anh chị thấy cảm nhận được ngôi nhà mình đã tâm huyết và xây kiên cố chắc chắn để ở như thế nào. Và với căn nhà này, cô chú anh chị thấy cái phía sân đã làm cho mình mấy che kéo rồi, và gạch ốp tường thì sạch hết rồi, khu dân cư thì ở đông đúc hết, nơi ở không có sợ vắng vẻ bị buồn và đảm bảo không bị ngập nước và rất là an ninh. Với căn nhà mẫu nhà hướng nam hôm nay là một trong những cái sự lựa chọn về cái hướng, nếu mình đang tìm cái hướng mà phù hợp với nhu cầu của mình. Còn vị trí, cô chú anh chị có thể đi theo hai hướng, hướng quốc lộ 1A vào chợ Bình Chánh đến nhà thờ Bình Chánh, cách đây khoảng 2 cây số là đến căn nhà hôm nay, hoặc là đi theo hướng đường tỉnh lộ 835B đến ủy ban xã Phước Lý. Kim Thủy sẽ đón cô chú và anh chị để đến xem cái mẫu nhà này. Đây, dọc theo bên trong đây còn rất là nhiều nhà dân cư ở đông hết rồi. Mình khi mà về đây ở, nơi ở rất là bình yên. Cô chú và anh chị mình đi xe ô tô, mình có thể đi xe ô tô nhỏ đến nơi giống như Kim Thủy đang chạy đây. Và với cái mẫu nhà này xây tường móng riêng, một trong những căn nhà mà cô chú và anh chị đang tìm nhà mà giá trên 2 tỷ nha. Và với giá trị này có trong tay khoảng tầm trên giống hơn 1 tỷ đến 1 tỷ 2. Phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vốn vay trả góp dài hạn. Với mức giá này tìm trên thị trường rất là ít những căn nhà diện tích rộng và đẹp như thế này. Vì căn nhà hôm nay cần bán gấp, thực sự rất là gấp để xoay sở trong công việc gia đình, nên căn nhà này cần sang lại với một mức giá rất là rẻ so với thị trường. Nhà mình có mẫu khoảng sân rất là rộng, và trên đây cái máy này nè, mình có thể kéo qua kéo lại như Kim Thủy đã kéo mở ra rồi. Mình cần thì mình kéo lại đây, Kim Thủy đã mở ra, kéo lại như thế này, rất là tiện cho mình. Và phẳng sân thì gạch sạch hết, để đây một cái kệ giày nếu mình có nhu cầu mình để đây tiện nè. Bước vào nhà thì có một cái lớp cửa sắt bốn cánh và rèm cửa nhà mình có đầy đủ luôn rồi. Tất cả những cái nội thất trong căn nhà này khi mà Kim Thủy chia sẻ trên video, cô chú và anh chị muốn lấy cái gì cũng được hết á, và cho cô chú và anh chị nhận ngôi nhà có nội thất luôn. Còn nếu mà mình cần để không lấy cái nào á, bên Kim Thủy sẽ cho người để dọn dẹp ra cho mình. Và với căn nhà này thiết kế trần rất là cao và thoáng luôn. Phòng khách mình có thể thiết kế một bộ ghế như là Kính Thị đã bàn giao cho mình, như nhà này đã để cho mình bộ ghế sẵn rồi. Mình có một bộ ghế gỗ rất là chắc chắn và đẹp đó. Mình không gian này nơi tiếp khách rất là lý tưởng, một ngôi nhà đẹp đã phù hợp với tài chính của mình, là một ngôi nhà trong gia đình mình thành viên yêu thương và công việc luôn thuận lợi, là một ngôi nhà đẹp nhất rồi. Và với tủ cầu thang cũng làm cho mình những cái kệ tủ rất là xinh. Và nhà này á, Kim Thủy thấy có một cái trang thờ Chúa. Nếu mà cô chú và anh chị mình có đạo Phật hay là mình có nhu cầu thờ Chúa ở đây luôn cũng rất là tiện cho mình. Và gạch ốp tường thì sạch hết cho không gian ở dưới tầng trệt. Ngôi nhà này trên lầu 1 á, sẽ có hai phòng ngủ, đều có phòng vệ sinh khép kín trong phòng ngủ. Nhưng mà được cái lợi nữa là nhà mình có phòng ngủ dưới tầng trệt, nên rất là tiện cho người thân lớn tuổi nè. Và với căn phòng này có một cái giường, có một cái tủ quần áo, có một cái máy lạnh, quạt treo tường luôn, bàn trang điểm luôn. Tất cả những nội thất này cô chú và anh chị cần thì nhà này sẽ để lại cho mình hết luôn. Và giá này sẽ tặng cho mình nội thất chứ không phải là nội thất tăng cái giá của mình lên đâu. Cô chú và anh chị đã làm việc với Kim Thủy là giá sát và rẻ nhất, nên đã làm việc với kênh Kim Thủy, cô chú và anh chị sẽ hài lòng từng chi tiết. Đó là chia sẻ nhà, đúng giá và rõ ràng luôn. Và với khoảng không gian căn phòng bếp này, có thể thấy có một cái bộ bàn ăn 4 ghế rồi, có hai cái ghế nhỏ ở đây nữa là 6 ghế, cần thì mình di chuyển ra đây nếu mà nhiều nhà và nhiều thành viên. Với bản thân bàn giao cho chú và anh chị những cái căn nhà để làm tổ ấm để quay về, nhưng mà khi mà Kim Thủy đặt mình vào hoàn cảnh cô chú và anh chị đi tìm nhà đi,
mình phải tìm một căn nhà có pháp lý rõ ràng và đầy đủ, như là căn nhà hôm nay sổ hồng riêng có sẵn, không chung ai hết, muốn công chứng lúc nào để cũng nhận nhà lúc nào cũng được. Và với chi tiết căn nhà này thì thấy rất là trọn vẹn về cái giá, giá rất là rẻ so với thị trường rồi. Một ngôi nhà rộng nữa, như là cái phòng bếp này quá rộng, quá sang luôn. Tủ bếp trên dưới là tủ bếp á, ở dưới là bằng nhôm, còn ở trên là bằng gỗ. Sự khác biệt luôn, để mình khi mình rửa chén ở đây nè, nó không bị ướt dưới đây, để không bị mục gỗ nè, rất là hay. Và nơi đây mình có thể để một cái tủ lạnh đó, gọn gàng ở khu vực này luôn. Còn với nhà mình được thừa hưởng ở khoảng sân sau á, nên gió thổi vào không gian phòng bếp á rất là thoáng, nấu ăn không có bị ngợp, và thêm cái quạt treo tường nữa và những cái ánh đèn thắp sáng đầy đủ. Và căn phòng vệ sinh, với căn phòng nhà mình á, phòng nào cũng rộng, như là căn phòng vệ sinh này cũng rộng luôn. Cô chú anh chị ơi, chỉ cần về mình dặm thêm những cái chi tiết nữa. Và chi tiết này, cô chú và anh chị khi mà đón nhận ngôi nhà này, bên Kim Thị sẽ hỗ trợ xử lý dặm vá lại cho ngôi nhà mình đẹp hơn, để trọn vẹn hơn cho cô chú và anh chị về ở ngay. Với khoảng sân sau, sân sau này á đã làm cho mình mấy che tôn cao luôn rồi, và làm cho mình những cái tấm tôn sáng mưa gió không tạt vào nhà, để tận dụng cái thanh phơi đồ này luôn. Và ở đây có đặt ngũ cục nóng ở đây nữa. Khoảng sân này cũng rộng thoáng nữa, được cái là nhà mình nó thiết kế rất là hay về công năng sử dụng, đó là sân trước và sân sau. Khi mà đã làm việc với kênh Nhà Đẹp Kim Thủy, cô chú và anh chị xem đúng nhà, đúng giá và vị trí, Kim Thủy có thể gửi cô chú và anh chị ở định vị để đón cô chú và anh chị nha. Ở Ủy ban xã Phước Lý hoặc là nhà thờ Bình Chánh, một trong những cái vị trí mà phát triển nhà gần đây rất là nhiều. Nhưng đây là một trong những căn nhà đã xây trước đó, và hôm nay với mức giá ngợp này, cô chú và anh chị nhanh gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình, để khi mà mình cần nhận nhà mà giá rẻ rồi, vừa rẻ rồi, căn nhà rộng nữa, vị trí đẹp, đường ô tô đến nơi nữa, rất là khó để cho mình căn nhà như ý. Nhưng mà với căn nhà này đã qua khoảng thời gian, nên cô chú và anh chị sẽ cân đong đo đếm, để khi mà quyết định đi xem thì xem đúng căn nhà này cùng với Kim Thủy nha. Kim Thủy đang ngồi trong căn phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu, cũng là căn phòng ngủ thứ hai. Trên đây có combo giường, có thêm cái tủ quần áo và rèm cửa đầy đủ cho căn phòng hướng ra ngoài ban công trước. Trần cho đây là trần la phong làm vượt cấp rất là sang luôn. Mấy những cái gam màu này nè, mình cần thay đổi nếu mình đón nhận ngôi nhà này, bên Kim Thủy sẽ hỗ trợ cho mình luôn. Và cửa sổ, cửa bước ra ngoài ban công rất là thoáng ở đây, được các căn phòng mình phòng nào cũng thoáng hết á, vì diện tích rộng. Với giá này mà cô chú và anh chị tìm với diện tích mà gần ở khu vực này cực kỳ còn rất là hiếm, vì mỗi ngày giá đất nó sẽ có sự thay đổi nè. Và Kim Thị cũng có cập nhật những cái căn nhà mà xây thời điểm bây giờ rồi, thậm chí có căn nhà có hơn 4,5 m thôi, còn gần chưa được 20 m nữa, nhưng mà giá nó cũng đã hơn 2,5 tỷ rồi. Đây là chia sẻ mà cô chú và anh chị để so sánh khi mà mình tìm hiểu giá căn nào ngợp, để cho mình dễ hình dung hơn. Và với căn phòng ngủ thứ ba, có phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện ích nữa. Wow, căn phòng này cũng vừa phải, không rộng lắm nhưng cũng không quá nhỏ, để mình có thể nơi để mình sinh hoạt trong phòng tiện ích như thế này. Thoáng cao phải không ạ? Và phòng này mình cho thích hợp gia đình mình mà riêng tư ở, rất là tiện cho mình á. Và cửa nhà mình là cửa nhôm, và kính này là kính mờ rất là chắc chắn và đảm bảo. Và với căn phòng thứ tư, phòng này thì Kim Thủy thấy có cửa sổ hướng ra ngoài cái sân sau lúc nãy nè. Và phòng này có phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện ích nữa. Với không gian này tha hồ để nội thất luôn. Phòng này là rộng hơn căn phòng lúc nãy. Với nhà 4 phòng ngủ, công năng sử dụng đẹp thế này, ở được nhiều thế hệ. Còn tuyệt vời gì bằng nữa, cô chú và anh chị đã có một cái tổ ấm quay về với một mức giá tổng đúng 2,3 tỷ, giá không phát sinh. Và Nhà Đẹp Kim Thủy chia sẻ đúng cái giá trị căn nhà mình, thậm chí căn nhà rẻ hơn so với thị trường ấy, nhằm nhiều khi có căn từ 200 đến 1 tỷ cũng có luôn, tùy theo đang mức thu hồi vốn, giá lỗ, giá rẻ thế nào. Và đây là một trong những căn nhà ngợp của chú và anh chị cần nhà mà mình ở an cư, ở vị trí mà quốc lộ 1A vào nhà của mình khoảng trên dưới 2 cây số. Cô chú và anh chị ơi, gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình để đến xem cái mẫu nhà hôm nay nha. Như cô chú và anh chị thấy, toàn bộ chi tiết ngôi nhà mình quá hợp lý với cái mức giá mà Kim Thủy chia sẻ giá tổng rồi. Với mẫu nhà hướng nam ngang 4 m và dài 23 m,
Một trệt một lầu đến 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, có sân trước và sân sau. Giá tổng Kim Thủy xin chia sẻ là đúng 2 tỷ 3 không phát sinh. Cô chú và anh chị ơi, trong thời gian mà làm việc với Kim Thủy về chia sẻ nhà, chắc chắn cô chú và anh chị cũng đã nắm rõ những cái thông tin mà Kim Thủy chia sẻ rồi. Nhà nào đúng nhà đó, và giá tổng này là giá tổng cuối cùng và sẽ còn bớt lọc cho cô chú và anh chị nữa. Nên khi mà đã tìm hiểu về cái giá thấy phù hợp với nhu cầu của mình, cô chú và anh chị rất là dễ để đi xem đúng nhà đúng giá, rõ ràng từng chi tiết. Kênh Nhà Đẹp Kim Thủy ngày càng phát triển với cách tư vấn rõ ràng và review chân thực nhất. Với căn nhà này, một trong những cái mẫu nhà mà hôm nay Kim Thủy chia sẻ cho chú và anh chị, một căn nhà ngợp do chính chủ cần san nhượng lại gấp. Gấp nên với cái mức giá trị này, còn trên thị trường mà với diện tích rộng như thế này, giá không còn giá này nữa. Nên cô chú và anh chị có thể tìm hiểu và so sánh thêm để khi mà quyết định nhà mình phải yên tâm và yên lòng nhất. Có trong tay từ 1 tỷ đến 1 tỷ 2, mời cô chú và anh chị đón nhận ngôi nhà này ở ngay nha. Vì pháp lý sổ hồng riêng, mình sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay và trả góp dài hạn, như phải có mức thu nhập ổn định. Còn với căn nhà này là một trong những cái vị trí mà hướng chợ Bình Chánh, mình có thể đến nhà thờ Bình Chánh, Kim Thủy sẽ đón cô chú và anh chị ở đây. Hoặc là đến Ủy ban xã Phước Lý trên đường tỉnh lộ 835B, một trong những cái địa điểm cô chú và anh chị có thể search Google Maps trước để mình biết định vị căn nhà mình ở hướng nào. Nhiều khi mình ở tất cả các quận khác, ở nhiều khi Kim Thủy thấy là có khách hàng ở Tiền Giang cũng có, ở Hóc Môn, rồi ở Bình Dương, Cà Mau, ở đâu cũng có hết. Mình phải nhắm được cái địa điểm của nhà mình, nên nhà bên Kim Thủy là chuyên về khu vực này. Đây, xung quanh thì hàng xóm ở đông vui, đường thì đường xe ô tô đến nơi. Với cái mẫu nhà máy thái xây tường móng riêng này là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời mà cô chú và anh chị đang cần, giá mà phù hợp với túi tiền, đặc biệt là căn nhà giá rẻ hôm nay. Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã dành thời gian với báo của mình để xem nhà đẹp bên Kim Thủy mỗi ngày. Với phong cách chia sẻ nhà đa dạng và với mong muốn truyền những cảm hứng vào những cái căn nhà mà Kim Thủy chia sẻ, niềm vui để cho cô chú và anh chị đón nhận nhà bên Kim Thủy luôn đón lộc dồi dào và công việc luôn thuận lợi. Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để xem nhà đẹp và chọn cho mình một căn nhà sớm. Với căn nhà này, cô chú và anh chị ơi, chỉ cần nhấc máy lên gọi Kim Thủy đến xem nhà trực tiếp, mình sẽ rất là hài lòng về căn nhà hôm nay nha.